Rồi, xin chào tất cả anh em. Hiện tại đang ở bãi Vinh Thành nè. Xe mình thông báo với anh em một số việc như sau. Nè, anh em nhìn nè, tạo lỗi chưa? Đây, không biết lỗi tại ai. Thành quả của bất tài xế, bất trung. Quốc sông bên này, chuyển qua quốc bên này. Thấy chưa? Quốc bên này sơn lại, lạ lòn luôn á. Thôi nè, thôi nè, thấy chưa? Mùi nó thiệt là nó đau lòng. Thiệt là đau lòng quá đi đấy mà. Anh em thấy chưa? Vì mình đang nằm ở nhà để thay cái dàn đèn này. Thay cái dàn đèn này, thay cái đèn đèn liền luôn nè. Dàn đèn mà mấy bữa mình up tay á, up tình lên cho anh em xem á. Và tiện thể nữa thì ở nhà, nó ở nhà luôn. Xe ở nhà bắt đầu là đó, anh em thấy chưa? Bọc hết ghế lại từ trong ra ngoài. Thích bọc ghế kiểu như vậy thì liên hệ anh Phụng ha. Anh Phụng mình để số điện thoại dưới cho anh em, hầu anh em liên hệ ha, không? Lóc sàn luôn em. Đây, lên cho anh em xem nha. Không? Lóc từ trong ra ngoài. Đó, tác phẩm anh em thấy không? Đấy. Được chưa? Quá chuẩn, quá nát. Đúng không? Lấy lung. Đó, anh em ai thích kiểu như thế này thì liên hệ Đà Nẵng Đài nha. Ở trên này. Ở trên cũng lót luôn. Thấy chưa? Lót trần luôn. Thấy chưa? Hợp lý chưa? Bọc hai ghế, bọc sàn nữa. Mình chơi quá trời không. Còn ở dưới thì đau lòng quá, đau lòng cái cặp đèn quá. Cặp đèn ở dưới nè, cặp đèn này trừ thay cặp đèn này vô cái nó thợ họ sơn lại túc lại nè. Khi va chạm quốc vô đây nó bị trài xước hết. Bùng quá, chưa bùng thiệt không, bùng ghê hết trơn. Để trời khoa, có khoa đi khoa lao quá, khoa ra bác vô. Ê, bác vô chế lại. Bác chăng lại, bác chăng lại chứ. Sơn không chịu. Sơn kêu nó qua làm chứ mà hắn làm không được. Ốp vô ha anh em. Ốp cặp bộ đèn vô, đập màu đen vô. Trời ơi, đẹp nứt trứng. Nó làm sơn nệm đi giờ đi vô khoa không làm. Sơn bánh khoa đâu chạy vô được đâu. Do gì vậy? Cắn cái đống đất gì đó đang làm đường á. Đó, thấy chưa? Còn mới thay cặp bình điện mới nữa nè, hao tài dễ sợ. Mới thay cặp bình điện hết 8 củ. Trời ơi, bọt nữa. Hoàng hết quá trời tiền luôn nè. Không phải làm xe là dễ nè. Làm xe tốn tiền lắm. Tốn bộ tiền luôn á. Mình đang ở trong là mình sẽ sơn hết lại nhưng mà không có thời gian. Không, để hạn một dịp nào đó đẹp trời à. Đỡ quá chứ. Không, anh mở ra đi. Để anh mở ở đây mới dưới để em vệ sinh lại à. Anh trên lốc còn đi lột. Bọc hết tất cả.
sạch sẽ đẹp đẽ. Đây này, cho anh em xem đi này, chạy cái chỉ này nó vỉ này ha, chạy được lắm. Ở trong này lặn mí rồi vô không, đẹp không? Thấy chưa, lặn mí rồi vô ok lắm. Rất đẹp. Đó. Đẹp không? Chắc chưa, chắc chưa, nhìn chắc chưa. Ở nhà hao tiền quá đi, hao tàu quá đi. Ở trên kia nữa nè, ở trên kia cũng có miếng chống nắng nè. Đây, miếng cái chống nắng mình trấm luôn. Hồi nãy có bỏ miếng cách nhiệt vô không anh? Có nè, nằm y trên đó. À, nằm y quán à. À. Giờ ở sàn này lót hai tấm cách nhiệt anh em. Hai lớp cách nhiệt trong cái sàn này, sàn riêng quán hồi xưa đến giờ hầu mình đi phụng dứt này là nắng cực kỳ luôn. Nóng giả mòn. Giờ phải làm hết lại. Đó lại ra là cái này là em làm hết rồi nè. Do anh đó. Đợt vừa rồi làm trong kia ông chịu chạy vô ông làm giùm tôi. Mất công. Đây, khoan tài xế. Đẹp không? Màu mè dễ sợ. Cứng quá à. Thì đó, hầu riêng của hắn trừ đâu có mở ra đâu, biển không cứng. Mười mấy năm rồi biển không cứng. Mở mở dọn gãi luôn. Gãi chết chứ. Tới phản nấu mà mày. Chị em. Cỡ cái công mình muốn làm rồi đó, giờ hắn nó lộn rồi. Cái gì? Quạt á. Muốn làm. Ủa em đang hở kìa đó. Em giờ em sai chưa? Giờ đó à. Em đo sai cái gì á, móc kia kìa. Đây xuống coi. Đi xuống coi thử có cái công này có đụng rồi này. Xe Bình Thành nha anh em. Đo ở hở không? Em hở tầm cỡ 15 20 là được. Hở lộc lộc. Tạc ơi, được Tạc ơi. Tạc. Được mà. Anh em đội bàn nè. Bàn kìa. Em đạo thế đi là bàn luôn đó. Thấy đâu? Hả 20 không? 20 là dư rồi, chỗ đó được rồi. Không đồng. Không đồng, không đồng, không đồng. Ủa anh hả có đi nè. Nhưng mà ấy là đi đường dài hả? Lên mớp xuống mớp á, cẩn thận, hiểu không? Con muốn làm nè. Rồi mâm xoay giờ hết cỡ rồi. Đưa hết ra sau rồi. Mâm xoay đưa hết ra sau rồi mà sợ không dính. Rồi xoay này đã được thay tài xế. Bọn Tạc đây là bữa nay chạy giết con này. Thấy không? Đây lên cho anh em xem. Đã được thay tài xế. Nè bây giờ xe này nói gì nữa, xe này là ok rồi đó. Đây thay tài xế rồi đẹp ha, chiếc này đẹp anh em ha. Bên này chiếc Hyundai này đó, bên này chiếc Hyundai bây giờ. Đây là chiếc
cách cơ đi à. Giận em á ơi. Có nghe hả? Dạ, con về chìm mất. Đi đâu đó? Đi Sài Gòn à? Hả? À. Rồi mày dừng lại xuống cho mày đi đâu đó? Đi Sài Gòn luôn. Điên à? Rớt dép rồi. Rửa xe à? Đó, thấy chưa? Để xí mấy lạnh cho mát cũng được. Ê, quang. Ai đánh? Mầm sáng chói à. Rồi thôi mình tiếp tục quay lại cái xe mình để anh em xem. Ui nó tự tải nè, giòn đào nó, giòn đào kìa. Tiết đứt lục á. Về hồi sơn lại. Bác cặp đàn vô là mới sơn được. Bác đàn vô mà có lỗi gì thì có sơn. Không, có thợ sơn. Còn mà chị bác vô mà sơn xong bác vô làm phí. Bước này, không. Rào ghê. Hồi nó bị nó đi trước này, bị đai xong nó lái sơn xịt đây. Kinh. Không có hồn cái gió nha. Bắt vỡ quá à. Nếu hồi xưa đến giờ đâu có mở rồi vô gì đâu mà biểu mà cho không ngon. Ồ, dễ gãi vậy. Alo, em nghe. Cái này lao quá anh em kìa. Hồi mình đi cũng chừng á, cho nên là cái ghế này không mở ra. Thì bây giờ mở ra rất khó khăn. Được không? Hả? Gãi à? Rồi xong. Gãi khoan cái gì đâu. Ba câu cũng được. Hả? Ba câu cũng được. Mấy con này nới ra hết trơn rồi đây. Bà còn lát rồi mà. Đấy. Lát đi. Kiếm cái máy khoan xuống. Cái nào ở dưới nữa mà. Khoan xuống kề cái kiếm mùi lông dài. Ừ. Dài mùi phân này nè, cái nằm nhôm ở dưới đó. Ôi xin nói là cái nằm nhôm á. Một ốc bị không bị nhưng mà ôi xin nói là cái nào á. Đây là một mình cáo bốn ốc mận cáo cả ngày chạy. Mình nè, bây giờ nó chiếc vậy. Rất rào. Đây bê. Lộng lãi liền. Sạch sẽ, gọn gòn. Đi mà như chuồng heo mấy. Như có nói tội ta chứ. Đem đồ về ta giạt nữa. Thằng ơi, chứ sao vậy mua cho bác con heo coi. Má, mất đấy. Chứ sao vậy mua cho bác con heo. Cái xe mình nhớ quá nè. Cái kia mua bác con heo thả. Má, thằng trời hành. Đi. Gì đó? Anh trộm gì đó? Không, không, anh đâu có ai mua cam cho anh đâu. Hả? Gì? Ờ, người ta gì nhờ ta ăn. Ờ, cảm ơn. Kìa, có mấy khoan rồi đó kìa. Chậm khoan luôn kìa. Anh lấy tiền này vô đây lấy. Có gì có khoan đó kìa. Ông đó, hồi xưa ông đi phụ của mình mà ông ốm nheo, ốm nhách rồi trừ ông đứa đó.
giống như bờ heo kinh thiệt. Rồi ok anh em, mình dừng video đây anh em. Hẹn anh em trong những video khác thì bữa nay qua cho anh em xem cái xe mình hiện giờ mình đang làm như vậy. Và nói lại một cái nữa nè, cái xe mình đã kìa, cái phù hiệu á, cái xe quá bữa nay quá tải anh em kìa, lỗi quá tải là do phù hiệu anh em chứ phải do bằng lái, từ 10-30% thì do phù hiệu đó. Hiện tại là xe mình đã bị do đó, thấy chưa anh em, thì chờ ngày lấy ra chu sơ do phù hiệu 2 tháng anh em nghe. Đó, những anh em nào không biết thì lưu ý, chứ vừa đi thêm cái lỗi do phù hiệu nó chết đi đứng luôn á. Do bằng lái còn có thể là tính được, còn do phù hiệu chịu cháy luôn. Đó, anh em cẩn thận. Rồi, chúc anh em một ngày mới vui vẻ, an lành nha. Bỏ xuống, bỏ xuống.